Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì bản tin Đoàn Gia Phúc lại tiếp tục với quý vị và các bạn đọc và phân tích những cái nội dung, những cái quy định của pháp luật. Hôm nay chúng ta bàn về việc một cái hợp đồng công chứng vô hiệu theo yêu cầu của phòng công chứng. Thì các bạn biết rồi, nếu trong trường hợp một cái văn bản của phòng công chứng mà các bên cho rằng là mình có những cái quyền và lợi ích, thì các bên có thể yêu cầu để tuyên bố một cái hợp đồng công chứng đó vô hiệu. Thì trong trường hợp này thì theo điều 52 của luật công chứng năm 2014 thì công chứng viên, người yêu cầu làm chứng, người làm chứng, người phiên dịch, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị tòa án tuyên bố một cái văn bản công chứng vô hiệu khi có căn cứ cho rằng công chứng là vi phạm pháp luật. Và điều này cũng được hướng dẫn trong tài khoản 6 điều 27 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, quý vị và các bạn ạ. Tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố một cái văn bản công chứng vô hiệu. Để cho quý vị và các bạn hiểu hơn về vấn đề, thì trước khi đọc bài báo thì tôi sẽ phân tích một cái nội dung là như thế này. Khi có phát sinh một di sản thì một người đã khai lập cái tờ tường trình quan hệ nhân thân, khai và bỏ sót hàng thừa kế, và bà này cũng đã hoàn tất cái thủ tục công chứng và sang tên qua cho mình. Tuy nhiên rằng là trong cái quá trình mà sang tên như vậy thì Ủy ban nhân dân xã phát hiện ra cái việc bỏ sót hàng thừa kế và đã có văn bản gửi đến phòng công chứng, yêu cầu phòng công chứng có trách nhiệm đối với vấn đề này. Thì phòng công chứng đã yêu cầu bà đến, tuy nhiên là bà không chịu hợp tác, và phòng công chứng đã có văn bản đến tòa án nhân dân để yêu cầu hủy cái tuyên bố cái hợp đồng công chứng vô hiệu với lý do là bỏ sót hàng thừa kế. Nội dung nôm na nó chỉ vậy thôi. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn đọc cho quý vị và các bạn theo cái hôm nay là báo thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2018 của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn anh phóng viên là Tân Sơn, không biết là nickname hay là tên thật. Tuy nhiên thì cũng mong muốn thông qua cái việc bản tin Đoàn Gia Phúc gửi đến quý vị và các bạn như là một món quà tặng, ngoài cái việc cầm tay chỉ việc hướng dẫn nội dung cơ bản, tôi sẽ phân tích những cái góc nhìn theo hướng của một luật sư. Bị lừa, công chứng viên kiện khách hàng ra tòa. Chồng chết, người vợ ra công chứng phân chia di sản thừa kế, đã khai tử cha chồng dù cụ còn sống, đồng thời quên cả cháu nội được thừa kế thế vị. Theo cái bài báo của anh phóng viên Tân Sơn thì mới đây Tòa án Nhân dân huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa xét xử sơ thẩm vụ công chứng viên LDV, văn phòng công chứng H yêu cầu tuyên bố công chứng vô hiệu. Nội dung là như thế này quý vị và các bạn ạ. Khai tử cha chồng quên cháu nội. Theo thuật ngữ nhà luật á, thì chúng tôi gọi là bỏ sót hàng thừa kế. Theo đơn khởi kiện, ông V trình bày ngày 21 tháng 4 năm 2017, văn phòng công chứng H tiếp nhận hồ sơ phân chia di sản thừa kế bà LTB đối với người để lại di sản là chồng bà B. Trong hồ sơ đề nghị phân chia di sản, bà B cung cấp cho văn phòng công chứng bản khai quan hệ nhân thân của bà được trưởng thôn và chủ tịch ủy ban nhân dân xã ký xác nhận. Theo bản kê khai này, chồng bà B chết để lại di sản thừa kế cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, chỉ có bà B và một người con gái, còn mẹ ruột của chồng bà B đều đã chết. Thì tôi xin dừng lại ở đây để phân tích cho quý vị và các bạn. Khi chồng bà B chết thì phát sinh thừa kế gồm có ba mẹ của ông, ba mẹ ruột của ông và vợ
cùng các con. Tuy nhiên tại thời điểm này thì bà chỉ khai rằng là ba mẹ ông B, ba mẹ của người chết đã chết trước, và chỉ có một mình bà và người con gái. Sau khi tiếp nhận hồ sơ về phân chia di sản, bà B, văn phòng công chứng đã làm đúng đầy đủ các thủ tục về quy định của pháp luật. Ngày 11 tháng 5 năm 2017, văn phòng đăng công chứng đã chứng nhận văn bản di sản đối với bà B. Tuy nhiên, đến ngày 25 tháng 12 năm 2017, Ủy ban Nhân dân xã có công văn gửi văn phòng công chứng với nội dung: bản khai quan hệ nhân thân của bà B là không đúng sự thật. Cha ruột của chồng bà B đã chết, nhưng thực tế ông cụ vẫn còn sống. Mặt khác, vợ chồng bà B còn có một người con trai đã chết. Anh này đã có vợ và một người con sinh năm 2012. Như vậy thì trong trường hợp này, bà B đã bỏ sót hàng thừa kế là ba ruột của người để lại di sản và con ruột của người để lại di sản. Con ruột của người để lại di sản chết có hàng thừa kế thứ hai là thừa kế thế vị. Như vậy bản khai trên đã không khai hai người được thừa kế di sản, chồng của bà B là cha ruột và người thừa kế thế vị của con trai vợ chồng bà B. Điều này cũng có nghĩa là văn bản di sản thừa kế mà văn phòng công chứng lập ngày 15 tháng 5 năm 2017 đã bỏ sót hai người này. Phát hiện sai sót, văn phòng công chứng đã cùng Ủy ban Nhân dân xã chủ động gặp gỡ, trao đổi, giải thích, yêu cầu bà B cùng những người liên quan đến làm thủ tục hủy bỏ văn bản phân chia di sản nói trên. Tuy nhiên họ không hợp tác nên việc hủy bỏ không được thực hiện. Vì vậy, phòng công chứng viên phải khởi kiện đến tòa yêu cầu phân chia di sản thừa kế do văn phòng công chứng H lập là vô hiệu. Thưa quý vị và các bạn, thì điều này thì trong cái quy định của điều 52 thì trong trường hợp này Ủy ban Nhân dân xã phát hiện là bỏ sót hàng thừa kế, đã có văn bản đến phòng công chứng và phòng công chứng nhận rằng là chịu trách nhiệm đối với cái văn bản công chứng đã bỏ sót và đã liên hệ gặp bà nhưng bà không đồng ý, cho nên đành rằng phải khởi kiện ở tòa để bảo vệ. Nhưng sau này trong trường hợp nếu phòng công chứng mà ký văn bản này, quyền và lợi ích hợp pháp của người bố của người chết và người con hàng thừa kế thế vị thì nó sẽ phát sinh nhiều cái hậu quả thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ, thì chắc chắn là sẽ kiện phòng công chứng thôi. Tòa văn bản công chứng vô hiệu. Làm việc với tòa, bà B trình bày vợ chồng bà sinh được hai trai một gái, hai người con trai đã chết, chỉ còn lại người con gái. Trước đây tất cả các giấy tờ phân chia di sản đều do cán bộ địa chính xã làm. Người này bảo bà và con gái đến phòng công chứng ký tên, điểm chỉ. Bà cho rằng ai làm hợp đồng thì người đó hủy và đề nghị làm sáng tỏ mọi việc. Ai sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo hội đồng xét xử, lỗi chính trong sai sót để lọt hai người thừa kế thuộc về Ủy ban Nhân dân xã đã không kiểm tra trước khi ký xác nhận vào bản khai nhận quan hệ nhân thân, căn cứ quan trọng để xác định những người nằm trong diện thừa kế được hưởng theo di sản thừa kế. Bên cạnh đó, văn phòng công chứng H cũng có lỗi trong việc kiểm tra tính pháp lý của tài liệu có trong hồ sơ mà bà B cung cấp, do tin tưởng các tài liệu trong hồ sơ vì đã có đầy đủ chữ ký và con dấu của trưởng thôn và chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nên đã tiếp nhận hồ sơ và làm các thủ tục còn lại để lập văn bản phân chia di sản thừa kế cho bà B. Sau khi phát hiện sai sót thì Ủy ban Nhân dân xã có công văn đề nghị văn phòng công chứng H đề nghị hủy văn bản phân chia di sản của bà, cùng với Ủy ban Nhân dân xã chủ động gặp gỡ, trao đổi, giải thích, yêu cầu bà cùng những người có liên quan làm thủ tục hủy bỏ văn bản phân chia di sản thừa kế. Bà B và người liên quan không hợp tác nên việc công chứng viên khởi kiện yêu cầu tòa tuyên bố văn bản phân chia di sản thừa kế là vô hiệu, do bà B khai sót hai hàng thừa kế là phù hợp với quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, tòa đã đồng thuận với yêu cầu khởi kiện tuyên bố hợp đồng công chứng vô hiệu từ công chứng viên của văn phòng công chứng H.
Việc bà B cho rằng bị cán bộ địa chính lừa theo trình bày của cán bộ địa chính xã, thì người này hoàn toàn không biết việc mẹ con bà đến văn phòng công chứng H để thực hiện văn bản phân chia di sản thừa kế. Hơn nữa, các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ đều thể hiện việc mẹ con bà B đến văn phòng H công chứng văn bản phân chia di sản không liên quan gì đến cán bộ địa chính xã. Từ phân tích trên, hội đồng xét xử kết luận có đầy đủ cơ sở để chấp nhận đơn khởi kiện của công chứng viên và tuyên bố văn bản phân chia di sản thừa kế là vô hiệu. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái video này thì với cái kinh nghiệm luật sư thì tôi cho nó có hai vấn đề. Thứ nhất là về phía bà B, có thể trong cái việc mà khi chồng chết thì bà không am hiểu pháp luật và bà đã khai nhận theo cái sự hướng dẫn hoặc là bà tự làm. Cái thứ hai nữa là có thể rằng là bà cố tình bỏ sót hàng thừa kế, nó thuộc về lỗi chủ quan và lỗi khách quan của bà B. Thì cho đến thời điểm này thì tòa án cũng đã bố một cái văn bản khai nhận di sản thừa kế là vô hiệu, thì trở về trạng thái ban đầu. Thì lúc này thì chính hơn ai hết thì bà B bà hiểu rằng là trong trường hợp này xuất thừa kế còn có ở người bố chồng và người cháu gọi chồng bà là ông nội. Thưa quý vị và các bạn, thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn trong cái hàng loạt hướng dẫn phân chia di sản thừa kế. Nếu quý vị và các bạn có những trường hợp người nhà, người thân của mình có những cái khó khăn trong cái việc khai nhận di sản thừa kế, thì tôi sẽ có những cái video để đóng gói. Dĩ nhiên có quý vị và các bạn sẽ có một cái chút phí, và tôi nghĩ một chút phí này vừa phải để quý vị hiểu thêm những cái quy định của pháp luật về khai nhận di sản thừa kế, nhận di sản thừa kế, và mình hiểu quyền và lợi ích hợp pháp của mình được pháp luật bảo vệ. Tôi xin trân trọng cảm ơn.